chào đến các anh chị và các bạn. Vâng, đang có mặt ngay tuyến đường Trần Hưng Đạo thuộc quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Và hôm nay thì Văn sẽ giới thiệu đến anh chị một căn nhà nằm ngay trên mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và đường An Bình. Thì Trần Hưng Đạo là một cái con đường kết nối ra từ quận 1 về khu vực quận 5 này. Và con đường này dài lên tới 6 km. Từ đây thì mình ra chợ Bến Thành là 3,9 cây nha anh chị. Thì chúng ta đang có một căn nhà với kết cấu là 4 tầng. Thì bên dưới là mình sẽ khai thác kinh doanh, bên trên thì mình có thể khai thác được thêm căn hộ dịch vụ ở bên trên. Thì căn này thì cái mặt bên đường An Bình này á là mình được 18m, còn mặt trước của đường Trần Hưng Đạo là 4m2 nha anh chị. Thì đây là một cái vị trí rất là sầm uất. Hai bên đường được trồng cây xanh rất là nhiều, một vị trí kinh doanh rất là thuận tiện tại khu vực này. Đây là một cái tuyến đường mà anh chị di chuyển về quận 8, quận 10, quận nhất, quận 3 rất là thuận tiện với một vị trí kinh doanh như thế này. Và mức giá chào bán cho tòa nhà này là 37 tỷ. Thì với tòa này thì anh chị có thể khai thác lên tới khoảng tầm 40 đến 50 triệu một tháng nha anh chị. Thì nếu anh chị và các bạn quan tâm hãy liên hệ Văn với số điện thoại 0938 868 120. Xin chào.